Hi, Dung Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô chú vào xem YouTube của con nghe. Mọi người ơi, YouTube của con hôm nay là con sẽ nấu một món chè xôi nước, tại vì con có lãnh làm cho người ta mọi người. Cũng như mấy người ở xóm gần nhà ai biết con nấu chè xôi đó là người ta đặt. Mình thử ra hôm nay là con làm chè xôi nước đó mọi người. Mà trước khi con nấu chè thì bên đây là phần bột màu xanh lá dứa. Bây giờ nước màu xanh lá dứa thì con đã nấu lên cho nó nóng. Đặng con vứa vô bột con chà cho bột nó bông lên. Rồi mời quý ông bà cô chú và các bạn vào xem YouTube của con nghe. Bây giờ con vứa vô bột mà con chà cho bột nó bông lên đó mọi người. Rồi đây cả nhà ơi, bây giờ bột mới nãy thì em đã nhồi bông lên rồi, bây giờ là em đang nhồi bột này nghe cả nhà. Đây em sẽ quay cho cả nhà xem. Trước tiên mình làm đó, mình nhồi mình chà cho bột nó diễn nó bông lên đi rồi mình hãy nhồi bột viên chè ăn rất là ngon nghe cả nhà. Bột em nhồi sắp xong rồi đây cả nhà ơi. Em sẽ quay trực tiếp như cho cả nhà xem, đặng cho có nhiều chị em nào cũng nấu chè ăn á. Đây. Tại cái này bữa nay là em lãnh em làm của người ta đó cả nhà. Cái này em nhồi trước là màu xanh lá dứa. Đó. Em nhồi vậy đó. Rồi cả nhà ơi, bây giờ thì cái phần bột màu xanh lá dứa em đã nhồi xong. Em để nó qua một bên, bây giờ tới màu trắng. Rồi mà đây, em cho cả nhà coi. Màu xanh lá dứa mình xong, bột rất là mịn và ngon nha cả nhà. Mà nếu như quý ông bà cô bác anh chị em nào có muốn nấu đó, mình nhồi xong gì rồi đi mình để nó qua một bên, cái đầu mình đi nấu nhân hắn nước đường, mình để tới vài tiếng đồng hồ sau mình nấu cũng được. Rồi đây cả nhà ơi, bột màu trắng thì em cũng chà nhuyễn bông lên hết rồi đây nha. Bây giờ em bắt nước sôi lên em nhồi lại để cho nước nó sôi rồi em mới nhồi nó lại nha cả nhà. Đây em chà nó bông bột lên hết rồi đó cả nhà. Chà cho nó nhuyễn nó bông lên vậy nè. Đây cả nhà ơi, phần bột màu trắng em đang nhồi nè nghe cả nhà. Thì bột màu trắng em cũng nhồi y như cái phần bột màu xanh lá dứa mới nãy vậy đó cả nhà. Rồi mời quý ông bà cô chú và anh chị em vào xem YouTube của con nha. Này là con đang nhồi màu trắng đó cả nhà. Đây cả nhà ơi, đây con sẽ nhồi cái bột màu trắng cho cả nhà xem đó nha. Thì bây giờ bột là con nhồi đó thành hoàn thành xong rồi đây. Đây cả nhà, bột rất là mịn, rất ngon nha cả nhà. Hai, quý ông bà cô bác ơi, bây giờ hai thau bột con đã nhồi xong rồi đây nha. Đây là thau màu xanh lá dứa. Bên đây là thau màu trắng nha cả nhà. Con nhồi con để sẵn gì đó, hồi cái đầu con nấu nhân rồi con mới dò lại thành chiên chè. Mời quý ông bà cô bác nha, anh chị em gần xa vô xem YouTube của con nha, ủng hộ giùm con nha. Tại hôm nay là con lãnh con nấu chè đám đầy tháng của cái chị con của cái chị ở gần nhà. Hai cả nhà ơi, thì bây giờ là đậu con đã nấu chín rồi ha, mà con đã quết nhuyễn nó ra rồi. Thì trong đậu con có nêm miếng đường, chặn tí muối, dừa mình nạo cho trắng, mình trộn mình làm nhân ở cả nhà, với lại hai muỗng sầu riêng. Thì tất cả là con đã làm cho nó nhuyễn lên như vậy nè cả nhà. Con đã trộn đều lại cho đâm cho nhuyễn lên. Thì bây giờ con sẽ dò lại từng viên nhỏ cho cả nhà xem nha. Này cả nhà ơi, thì giờ là con đang dò nhưng nó lại từng viên nhỏ tròn như nè cả nhà. Đây, chỉ mới dò được nhiêu thôi. Giờ con dò từ từ lại con sẽ quay trực tiếp cho cả nhà xem nha. Rồi, nhưng em dò xong rồi để nghe cả nhà. Hai dĩ nhưng. Cả nhà ơi, giờ là con sẽ bắt cái nồi nhức đường lên, con hắn nước đường trước nghe cả nhà. Đây, bây giờ con đang dặn một ca nước. Giờ đây 100 viên chè này thì con nấu nước đường á, thì con lấy 1 kg đường con hắn nó ra nước đường cho nó kẹo ngon hơn cả nhà ơi. Đây với lường. Con lường ca này. Nhớ là nước đường là dằn vô tí muối nữa nha cả nhà. Rồi. Giờ bắt nó lên thôi.
Quý ông bà cô chú anh chị em gần xa đi chơi nước đường sôi rồi con đẩy gừng vô đó nha mọi người. Đây con sẽ đẩy gừng này vô một hồi nữa cái đầu tới con vào chè. Mời mời quý ông bà cô chú bác anh chị em gần xa mọi người ai có vô coi YouTube em con á ủng hộ giùm cho con nha mọi người ơi. Rồi cả nhà ơi, bây giờ là nước sôi rồi nha, bắt đầu là con sẽ dò chè đây. Bây giờ là con sẽ dò cái màu xanh lá dứa này chứ. Rồi mời quý ông bà cô chú bác anh chị em gần xa vào xem YouTube của con nghe, ủng hộ kênh của con nha mọi người ơi. Đây nước sôi rồi. Rồi mời quý ông bà cô chú bác anh chị em gần xa vào xem YouTube của con nha. Bây giờ nước sôi là con sẽ dò chè đó mọi người. Rồi mời quý bà cô bác anh chị em vào xem con vào chè nha. Bây giờ nước sôi nãy giờ con đang dò đó mọi người ơi. Rồi, quay cho cả nhà xem nha. Đó, rồi chè của con đang sôi. Thank you.
rồi mời quý ông bà cô chú anh chị em gần xa vào xem YouTube của Dung Miễn ủng hộ cho con nha. Mọi người ơi vô xem ủng hộ con nha mọi người ơi. Giờ là con đang nói chuyện với mọi người. Bây giờ con dò màu xanh lá dứa này trước một chút xíu nữa con nhào cái màu xanh lá dứa này xong rồi nó sẽ thấy cái màu trắng. Chè sôi nước con nấu ngon lắm mọi người ơi, quý ông bà cô bác anh chị em gần xa nghe vô ủng hộ kênh của con nha. Ngày mai là con đem giao cho khách đó, rồi con có giò dư ra được vài chục viên con bán vòng vòng theo sớm cả nhà. Ai có biết là chị em nào có mua ăn thì vô ủng hộ em nghe. Rồi giờ chè nó nổi lên con vớt ra cả nhà. Con đang vớt chè nó ra đây. Giờ để nó vô cái thau nước lạnh mình rửa viên chè lại cho nó sôi nó ngon cả nhà. Mời quý ông bà cô chú anh chị em vào xem nha. Con sẽ dép nó ra. Cái phần màu xanh lá dứa là con đã nhồi xong rồi, bây giờ con để cho chè ở trong nồi nó nổi lên hết tất cả nhà. Con vớt ra rồi cái đầu là mới tới là con nhồi cái màu trắng nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, bây giờ thì cái màu xanh nó nổi lên hết rồi, bây giờ con vớt nó ra đằng tới con nhồi cái con dầu cái màu trắng nữa cả nhà. Con sẽ quay cho cả nhà xem. Đây con để trong cái thùng nước đá gì nè, đặng cho viên chè nó nóng hoài đó cả nhà. Rồi mọi người ơi, bây giờ là con ăn nhồi cái màu trắng đó nha mọi người. Chè nó đang nổi lên đẹp quá. Này là chè của con. Rồi mời quý ông bà cô chú và anh chị em và con cô bác gần xa nghe vào xem YouTube của con ủng hộ con nha mọi người ơi. Con đang dò cái màu trắng đó, sắp xong 100 viên chè rồi.
Rồi, đây cả nhà ơi, chè em đã nấu xong rồi hết đây nha cả nhà. Mới nãy em quên em để màu xanh lá dứa ở dưới, bởi vì quay không thấy cái màu xanh hơi nhiều. Rồi, mong là quý ông bà, cô bác, anh chị em gần xa vào xem kênh để ủng hộ giùm cho em nghe cả nhà ơi. Rồi, bye bye, con chào tạm biệt tất cả mọi người nghe. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, bình an đem đến tất cả mọi người nghe mọi người ơi. Bye bye.